Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay nhóm của Vua Khỉ đến Bình Dương để cưa một số cây ở đây. Thì như chú nhà nói thì cái cây này nó có tên là cây lòng mứt. Bây giờ thì Cường sẽ leo lên để chuẩn bị cưa cái cây này nha quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi cái quá trình cưa cây này với mình nha. Thì cái cây này nó nằm ở vị trí cũng rất là chật hẹp. Kế bên là cái mái nhà, như đây là cái chuồng chăn nuôi, chuồng heo hay gì á, nhưng mà giờ không còn nuôi nữa. Sát bên đây là hàng rào. Thì theo mình biết ở miền Tây mình á, cái trái saboche á, người ta gọi là cái trái lòng mứt, nhưng mà không biết sao ở đây cái cây này cũng có cái tên là cây lòng mứt nữa. Có thể là mỗi vùng có một cái tên khác nhau, không biết là ở nơi quý vị gọi cái cây này là cái gì. Cây ở đây thì nó có rất là nhiều kiến, nên là lên là phải xịt mấy kiến cho nó rớt xuống hoặc là nó chết bớt cho nó mới cưa được. Mà nó bò rồi nó cắn khó chịu. Bây giờ Cường nó kéo cái máy lên nha coi nè. Cây này thì khá là nhiều nhánh.
Thanh niên chơi cưa cây cho cắn vàng cắn anh em nè. Đây. Quá trời kiến nè. Đỏ chân nè. Vậy nó mới vui để cắn có mình thằng cưa không đâu vui. Vậy nó Oh.
Yeah.
sóc, ổ sóc, coi có gì không mèo. Ổ sóc có gì? Hả? Ổ sóc. Hai dây cột hai đầu. Ủa một dây cột hai đầu. Đây cốt lại nè. Vui vẻ không quạo à? Mà lem mà lem. Oh.
chết đi. Sẽ cắt nhỏ những đoạn có độ dài là 5 tấc để nữa chủ nhà sử dụng để làm củi nha. Cái này thì chủ nhà không có lấy gỗ để làm đồ này kia, cho nên là chỉ cưa ra làm củi thôi.